Hello, chào các bạn. Chúc các bạn một buổi sáng thật là vui vẻ. Vâng, giới thiệu với các bạn, đây là một cái camera hành động của hãng DJI mới ra. Tên của nó là Action 2. Những âm thanh các bạn đang nghe là đang thu âm bởi cái con Action 2 này. Còn hình ảnh các bạn đang xem là tôi đang quay vào con GoPro 5 Black. Bên dưới đây nó có 500, mình hít vào ngực. Đấy. Vâng, tôi đang trên cầu Trà Và ở quận 5. Và tôi rẽ vào đại lộ Đông Tây. Những hình ảnh các bạn đang xem là của con camera hành động của hãng DJI. Tên của nó là Action 2. Và tôi đang quay trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Âm thanh các bạn đang nghe là tôi đang thu âm trực tiếp luôn. Tôi đang gắn ở cổ áo, tôi đang quay 4K 60 phim giây và mốt màu là D Cinelight. Đó là mốt màu chuyên nghiệp để dành cho các bạn về nhà lút màu lên. Vâng, tôi vừa dừng xe lại để chuyển qua cái góc Ultra Wide siêu rộng. Bây giờ các bạn đang xem là góc Ultra Wide. Góc Ultra Wide này nó rất là rộng. Nó rộng hơn cái Super View của GoPro rất là nhiều. Sáng nay nắng rất là to, rất là mạnh. Tuy nhiên là trời thì không có mây. Vâng, tôi đang đi ngang qua những làn giảm tốc. Ây à, âm thanh các bạn đang nghe là tôi đang thu âm trực tiếp luôn. Tôi đeo ở trước ngực. Vâng, cái góc này rộng quá. Tôi sẽ dừng xe lại và chỉnh lại cái góc ngoài bình thường. Góc này gọi là góc standard. Đó, khi ở góc này thì nó giống như là góc quay. Tuy nhiên rằng là những cái kiến trúc nhà cửa cây cối á, nó không có bị uốn cong. Đường chân trời nó không có cong và nhà cửa nó không có bị cong. Nó sẽ vuốt thẳng. Tuy nhiên rằng ở hai bên rìa nó sẽ kéo giãn ra. Nó kéo giãn ra giống như các bạn nhìn thấy cái hai kính hậu á, nó kéo mập ra đó. Vâng, những cái đoạn clip này là tôi quay bằng chế độ màu D Cinelight chuyên nghiệp để về bị lút. Tuy nhiên rằng là lút màu hơi khó. Cái con này sao nó quay chế độ màu đi Cinelight về nhà mình lút khó ghê. Tôi chỉnh mãi mà nó cũng không có vừa ý mình được. Cho nên rằng là màu sắc đây các bạn chỉ là tham khảo thôi. Những hình ảnh các bạn đang xem là tôi đang quay bằng con Action, Action 2 của hãng DJI. Đang quay 4K 30 frame giây. Đó, và mốt màu đang là mốt màu ô tô. Mốt màu standard. Tự động lút màu chỉnh cho mình. Tôi để luôn hình ảnh gốc, màu sắc gốc và âm thanh gốc cho các bạn xem và nghe để đánh giá chất lượng video của con này. Tôi đang cầm ngay trước mặt cho nên là tiếng nói rất là gần. Màu sắc để gốc, không chỉnh sửa gì hết. Đây là đang quay ở chế độ góc wide. Vâng, con này có 3 góc quay. Thì đây là góc wide. Tôi đang ở công viên Sala các bạn ơi. Đấy. Và tôi đang đeo cái máy nó ở trên ngực. Đeo cái máy ở trên ngực áo. Đó, các bạn thấy hai tay tôi nè, đang rảnh tay này. Đấy, và mình sẽ đi bộ. Đeo trên ngực áo và đi bộ. Để thử xem chất lượng hình ảnh chống rung của con này khi mình đi bộ như thế nào. Và những hình ảnh các bạn đang xem là tôi đang để chế độ màu là normal. Đó, chế độ màu tự động á. Đó, nó lút màu tự động cho mình, automatic. Tôi đang đi xuống các bậc cầu thang. Và hình ảnh các bạn chú ý rằng là màu đang là ô tô. Chế độ màu ô tô và tôi không có chỉnh gì hết. Đó. Màu này là màu gốc luôn. Màu gốc luôn, không có chỉnh sửa. Đây là tông màu gốc của con Action 2.
tôi để nguyên cho các bạn tiện theo dõi. Đó, nếu như các bạn không có ý định lút màu thì quay chế độ ô tô. Thấy cá ở dưới luôn các bạn ơi, cá này. Đấy. Quay các hướng để các bạn thấy khi ngược sáng thì nó sẽ như thế nào. Yeah. Cá dưới đây này. Vâng, còn bây giờ là tôi đang cầm cái máy ở trên tay. Tôi đang cầm máy trên tay và sử dụng cái adapter nối nguồn mà có màn hình selfie á. Mình nhìn vào màn hình selfie rồi mình quay. Đấy, cầm một tay, quay một tay. Thì các bạn thấy rằng là khi mà mình đi bộ như thế này thì khả năng rung lắc của nó ra sao. Và màu này là màu automatic, màu tự động. Tôi không có chỉnh màu gì hết, để chế độ màu tự động. Đấy. Cái đoạn đi xe máy ban nãy là mình quay màu plat và có lút màu. Còn ở đây là quay chế độ màu tự động. Mình ăn liền. Có sao để vậy luôn các bạn. Vâng, còn lời bình ở đây là tôi thu âm lại. Thu âm lại trên máy tính. Thì hiện giờ tôi đang những cái đoạn clip nãy giờ các bạn xem là tôi quay chế độ màu normal, màu tự động, thì tôi thấy rằng nó rất là đẹp. Rất là sáng, tươi và đẹp. Tuy nhiên là ở cái vùng tối, vùng shadow á, thì nó hơi bị bit, hơi bị tối chút xíu. Đó, cái đó thì mình cũng dễ dàng mình chỉnh lên. Đó, nhưng mà tôi không có chỉnh để nguyên cho các bạn cảm nhận. Vùng sáng thì không bị cháy. Vùng tối thì nó hơi bị đen một chút xíu thôi. Đó. Nói chung rằng là ở những cái clip mình ăn liền, mình quay liền, mình không có nhu cầu gì cao, thì quay ở chế độ màu tự nhiên như thế này thì rất là ok, rất là đẹp. Đó, cái vùng tối các bạn thấy nó hơi tối đúng không? Cái đó thì đúng ra mình nên kéo lên một chút. Đó. Khi mà sử dụng cái gậy dài 1m2 thì nó rất là mượt. Đó, mình đi nhưng mà cái máy nó không có nhịp theo mình, rất là ưng ý. Đó, tuy nhiên có thể đường trên trời nó hơi nghiêng một chút. Đây là những cái đoạn clip mà tôi quay cái chế độ slow motion. Đó, thì slow motion này được 8x, rất là mượt mà. Tuy nhiên, đó, cái khung hình thì nó chỉ được 1080 thôi, Full HD thôi, chứ không có được cao hơn. Nếu mà mình quay 2K7 thì chỉ được 6x. Còn nếu quay 4K thì được 4x thôi. Đó, cho nên rằng là muốn slow thì mình phải chấp nhận cái chất lượng video nó nhỏ lại, khung hình nhỏ lại, Full HD. Thì nó không, độ nét của nó không được nhiều. Tuy nhiên, rất là mượt. Vâng, còn đây là cái đoạn hyperlapse. Đó, hyperlapse 15x. Tôi cầm trên tay và đi bộ. Thì nó sẽ tua nhanh lên 15x như các bạn thấy. Cũng khá là ổn khi mà mình đi bộ. Đây là tôi sử dụng cái gậy 1m2 này. Đó, vừa đi vừa xoay vòng vòng, lúc thuận lúc nghịch, nghịch sáng á, để các bạn thấy rằng là khi mà thuận sáng ngược sáng thì máy nó xử lý như thế nào. Đó, thì tôi rất là hài lòng với cái màu này. Đó, chỉ tiếc một điều rằng là cái vùng shadow, vùng tối á, nó hơi đen một chút xíu thôi. Ngoài ra thì không có gì để chê cả, khá ổn. Chống rung thì khá là tốt, màu sắc ổn định. Đó, tuy nhiên rằng là những cái đoạn mà tôi chạy xe máy á, thì tôi quay chế độ màu D-Cinelight để nó có thu được nhiều thông tin hơn và về nhà mình lút màu. Đây là cái cảnh tôi gắn cái camera một cục đó vào cái gậy dài khoảng độ 40cm, gắn vào cái ghi đông xe máy để quay ngược lại cho mình. Gắn một module nữa. Đó, và gắn kèm theo cái màn hình điện thoại để mà mình theo dõi cái view. Đấy, gắn một cục. Còn đây là gắn hai cục này. Đấy.
cái ngà của nó khá là chắc chắn. Tuy nhiên là mình gắn để mình đi phố hoặc là quay cine thôi, chứ nếu mà mình chạy nhanh thì có vẻ không được an toàn lắm. Đó, nó không có được chống sốc thì có thể mình chưa có thử, nhưng mà mình không yên tâm. Đó, mình gắn chơi quay một vài đoạn thôi. Đấy, còn đây là kết quả đây. Cái góc này là cái góc ultra wide các bạn ạ. Đó, nó có cái góc ultra wide rất là rộng. Cái xe hai kính hậu hai bên nó lọt thỏm vào luôn. Đó, rất là rộng, nó kéo giãn hai bên ra. Còn nếu như các bạn mà quay góc wide thì ở cái khoảng cách mà cái gậy tôi đưa lên 40cm như vậy thì nó chỉ lọt được hai cái kính hậu thôi. Nó vừa nhìn thấy hai kính hậu thôi, chứ nó không có rộng lên như thế này. Đó, thì cái góc này mình quay phong cảnh, quay phố thì nhìn nó cũng rất là hoành tráng. Đó, cái xe nó rung bụp 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 bụp. Cái xe nó rung nhưng mà cái background đằng sau thì nó không có rung. Còn đây là cái góc mà tôi gắn cái camera ở trên ve áo, kẹp, dùng một cái kẹp 50.000 để mình kẹp. Đó, các bạn nhìn góc phải sẽ thấy tôi kẹp hai mô đun luôn. Đó, kẹp hai mô đun, hai mô đun một lúc thì có vẻ hơi nặng, nhưng mà nó cũng chỉ bằng con GoPro 9, GoPro 10 thôi. Đó, mặc dù là kẹp trên áo rất là sơ sài, đơn giản. Đó, nhưng mà rất là tiện. Hình ảnh thì cũng rất là mượt, không thấy có dấu hiệu gì rung. Các bạn nhìn cái background, nhìn cái đường thành phố á, nó rất là êm. Còn cái xe của mình á, lúc mà qua những cái ổ gà, qua những cái lằn giảm tốc, nắp cống á, thì cái xe nó rung. Đó, chứng tỏ rằng là cái khả năng chống rung của nó rất là tốt. Nếu như cái này mà mình gắn ở trên nón bảo hiểm, hoặc là mình có dây đeo chặt vào ba lô, hoặc là mình đeo vào ngực cứng á, thì nó còn tuyệt vời hơn nữa. Đó, đây tôi chỉ kẹp sơ sài ở trên áo thôi, cho nên là cái áo nó cũng rung rung thì nó rung. Vâng, đây là cái cảnh chui trong hầm. Thì các bạn tưởng tượng như nó đang là quay đêm ấy. Quay đêm nó sẽ như thế này đây. Trong này nó cũng như buổi tối rồi. Đó. Hơi bị rung một chút. Đó. Do cái shutter speed nó bị chậm lại. Nói chung con này quay ban ngày, ánh sáng, nắng đẹp thì rất là đẹp. Đó. Nắng to, nắng đẹp, nắng xiên là đẹp. Còn nếu như mà mình quay trời không nắng á, thì thật sự rằng là khi mà không có nắng thì rất ít camera nào có thể đẹp được. Cho nên rằng là kinh nghiệm thì mình nên quay vào lúc trời nắng xiên các bạn. Đó, trước 9 giờ sáng đó, và sau 3 giờ chiều là những cái lúc mà nắng đẹp nhất, để mà mình có thể quay những cái đoạn clip ở những cái cung đường mà mình đi chơi. Ok, quá tuyệt vời, xứng đáng với cái tầm 13 triệu đồng các bạn ạ. À, nếu các bạn cảm thấy chất lượng video hình ảnh của con Action 2 này quá tuyệt vời thì hãy bấm vào phần link mô tả của video để liên hệ với shop DJI Việt Nam và đặt hàng cho mình một con. Còn nếu các bạn cảm thấy thú vị thì hãy đăng ký kênh YouTube Đoàn Hồng Giang để đón xem những video tiếp theo. Sala. Yeah. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn.